quý anh chị và các bạn, hôm nay game mình chạy vô đi đặt lắp lại cái máy tấm quân, cái máy 4 Suzu. Giờ mình chạy vô tới cảng Cam Ranh này nè, hay nói đây người ta nuôi cá biết trời nó ấy vậy, các bạn có thấy rõ không biết nó đây bên Bình Minh đây vô cảng game mình đang chạy vô gần tới rồi, gần tới hộ rồi. Mình lắp lại cái máy 4 mình chạy, còn lấy cái máy đây thì hiện giờ đang chạy đây, mình lắp ra qua bên để mình chạy điện. Có gì đầu video cho mình gửi lời chào tất cả quý anh chị và các bạn nha, quý anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe nha. Bây giờ hôm nay game mình về đầm á, cho nên mình không đi làm, cho nên mình không quay lại những cái khoảnh khắc cho anh chị xem. Giờ mình chạy vô nè, giờ mình quay qua cái đoạn đây để chút vô tới cảng tàu kia mình quay cho anh chị xem nha. Giờ mình để mình chạy vô cái đã, mình đang chạy vô, không biết cano cao tốc nó đang chạy qua nè, có chiếc cao tốc nó rơi du lịch qua bên bên đảo Quỳnh Ba á, giờ nó chạy về á, chạy về đất liền nè. Ở đây đi du lịch là qua đảo Quỳnh Ba, vô cảng này có bến tàu du lịch này, chạy qua ra ngoài hướng đây, chạy ra xa hướng bên kia, bất cứ bên kia rồi tới đảo Quỳnh Ba, rồi mình đang chạy vô đây nè. Đây các cái tàu lớn nó vận chuyển cát á, vận chuyển này trong cảng kia, về dưới đây mình sẽ vô chút nữa rồi đây mình vô tới cảng này. Rồi ghe đang bắt đầu kéo lên,
mình đứng trên cái sàn kéo ghe lên nè, đồ hậu quá, kéo ghe lên nè, bây giờ kéo lên nè. Đang lên làm văn nè. Lát mình to mà đó, mà thấy nó hở không? Thấy nó hở chưa? Vậy là để đó. Nó hở ở dưới bên u dưới ở trên cái mê lường nó hở rộng thình. Hai vô tư. Giờ đóng bạc lại cái đây nè. Thấy không, nó hở cốt dư lòng cốt dư ở trên này nó hở lòng thành rồi, tầm gì là làm gì đâu, để lắp cái để lắp đi. Đi tới nào. Tháo cái bánh lái là cái bánh lái đó dặn lại cũng hấp nó khóa giữa cái cốt của, trên cái lái xuống cái bánh lái cái để lâu ngày hấp cái nắp nó nhỏ đó, nó mòn rồi là nó gãy cái chân ga, gãy rồi nó lót cái bánh lái rồi. Ghe mình bây giờ kéo lên tới đây này, kéo lên đủ rồi này. Sớm chạy vô rác rến không như kéo dây ở ghe nó lên nó im cho kéo đường, kéo mà ghe hầu ở ngoài còn rớ đâu, kéo một lô cái bánh lốp rồi dầm rầm rầm hư ghe luôn. Đi đi dặn.
ai cho dặn kia quay vậy? Anh ơi, ra lấy cây đây. Dặn bên nào? Nhiều đây hả? Cái lái này nó dặn xuống đây, còn cái mũi dặn lên đây. Ở ngoài vậy, mày hai anh chút con. Chẳng nào. Rồi, cảnh mình đó. Đó này chắc vẫn cứng rồi. Thoải mái rồi. Chút khi cái này bỏ vô trong. Tao xíu nè, cho nó giữ hai cây bò lon. Mày tao đi. Mày đi rút coi. Rút coi. Xíu nghe. Rút coi. Lát nữa đi xe giường nằm gì không, lên sân bay Cam Ranh đón mua với máy bay thì bay gì á. Chút nữa mày chở tao về chứ. Nãy tao đi ra nó chở mà chở gì ra đó nhậu. Không em nói em á. Không em nói em á. Xe không? Xe không? Cái này dây mình kéo lên cây ẩu rồi hết rồi nè quý anh chị. Kéo lên cây ẩu rồi nè. À, kéo lên rồi hết rồi. Hào hào nó đắng.